Em chưa. Rồi, dạ, thứ nhất em hỏi là anh tên gì anh? Anh cứ khai tên. Đường. Xin chào anh Đường. Cái thứ nhất là như vậy là anh nói em cứ bình tĩnh. Bây giờ cái đầu em máu không, em mới đổ 2 lít rưỡi máu à. Anh cho em bình tĩnh là bình tĩnh sao? Anh mới nói em vô kiểm tra cho sức khỏe. Không, không phải yêu cầu cái người gây ra cái sự việc này. Hãy nói như thế nào cho nó hợp lý thôi. Công an quánh chẹt. Chứ không phải là lên lễ. Tôi muốn cái gì hết. Như trong viên mù công này. Đợi ngày lên lễ. Bây giờ mấy anh tâm sở. Đấy là ồ ào từ cái ồ cho tới lúc nào cái thằng đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Được chưa? Cái sao bỏ chú đi vậy được, quánh cả vậy rồi bỏ chú. Bây giờ là, anh Sư là tôi rất bình tĩnh. Sau này em tôi mà cũng biết mình là dân không. Bây giờ tôi nói anh là tôi là tôi phải lo tiền người thuốc của trang đúng không? Tại sao cái anh đó không biết đường như vậy? Ông là con người với nhau à? Hồi nãy giờ ông sơ mâm quá trời ở đây luôn mà anh không lên. Bây giờ thử người nhà của mấy anh đi như vậy có thử mấy anh có không? Công an phải là đợi ngày lên liễn. Công an phường 1 nằm xa thì đợi ngày lên liễn rồi. Bây giờ quánh bạc đó đợi ngày lên liễn. Bây giờ là cái ông mà đó cái ông đó. Bây giờ em nói cái ông đó đó nha. Thôi đang chơi vui mà. Của ông kia. Em kêu bạn. Bây giờ. Mày rồi.